Nhôm đúc Hoàng Nguyễn, kiến tạo không gian sống hoàng gia. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Tôi là Nguyễn Xuân Thủy, CEO công ty Nhôm đúc Hoàng Nguyễn. Hôm nay tôi có thời gian để xuống nhà máy. Hôm nay có một khách hàng bên Thái Bình xuống để tham quan nhà máy. Nếu mà khách mà ok thì xem sản phẩm ok, khách sẽ ký hợp đồng luôn tại nhà máy. Đây là nhà máy sản xuất của công ty Nhôm đúc Hoàng Nguyễn nhé, anh chị các bạn nhé. Cờ thì có ba cái cờ thì một cái chắc mưa bão mất một cái rồi. Anh chị các bạn sẽ vào trong nhà xưởng để xem cái hàng hóa của Nhôm đúc Hoàng Nguyễn sản xuất ra nhé, quy trình sản xuất nhé, các công đoạn luôn nhé. Rất là nhiều. Đấy, bộ cổng to này, bộ cổng kinh khủng đấy. Bộ cổng này là bộ cổng có con rồng nhá, song long. Đây, cái trúc này là trúc cổng còn 1m2 kinh khủng. Các bạn thấy nó to như nào. Cho các chị lên YouTube để các chị xem này, mai xem luôn hình ảnh của mình trên YouTube.
quay để anh chị các bạn biết là Nhôm đúc Hoàng Nguyễn sản xuất ra hàng nó kinh khủng như nào nhá. Xem là hàng Nhôm đúc Hoàng Nguyễn sản xuất ra nó kinh khủng như nào. Này để thấy được là cái quy mô của công ty Nhôm đúc Hoàng Nguyễn nó năng lực sản xuất ra làm sao. Cao 3m68, rộng 1m2, rất kinh khủng, thành trong nông thành Đồng Nai. Đấy. Mẫu quay đây là mẫu bông gió nhé, rất là sang trọng, đẳng cấp đấy. Hệ thống máy CNC này, hệ thống máy CNC này, hàng hóa sản xuất ra rất kinh khủng, rất là nhiều. Cơ lên quân này. Đây chuẩn bị nhôm được đổ vào trong khuôn nhé, khuôn kín nhé các anh chị các bạn nhé. Đây công nghệ đúc hút chân không này, trong khuôn kín. Rồi là toàn bộ cái tôi quay qua cái khuôn viên ở bên trong khu sản xuất của bên Nhôm đúc Hoàng Nguyễn. Các anh chị các bạn quan tâm đến sản phẩm cổng Nhôm đúc thì có thể là để lại số điện thoại bên dưới cái comment dưới cái video này. Các anh chị các bạn cần tư vấn thì alo tôi. Số điện thoại của tôi là 0987 863 600. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi cái kênh Nhôm đúc Hoàng Nguyễn. Mong quý anh chị các bạn hãy ủng hộ kênh Nhôm đúc Hoàng Nguyễn bằng cách là like, share, đăng ký, ủng hộ kênh Nhôm đúc Hoàng Nguyễn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tạm biệt anh chị các bạn. Nhôm đúc Hoàng Nguyễn, kiến tạo không gian sống hoàng gia.